mối quan hệ của Trà và Hương và trùm du đãng Đại Ca Thay bắt đầu như thế nào? Tới chiều tôi ngồi ăn cơm, thằng Đại nó lại. Nó cứ về nhìn trai tôi, nó hỏi bồ ở đâu vậy? Tôi nói mày hỏi tao ở đâu vậy? Tao cũng không biết ở đâu. Tao nhà cửa không có, lang thang. Nó nói vậy thôi, mày về ở với tao. Thế còn mối lương duyên với trùm giang hồ Nam Cam? Có ai gửi vô cái thơ, tao để em bàn tao về lên mày coi. Có ai gửi em nha? Ông đó là thư ký của Chí Hòa. Thế tôi lên, tôi lật cái thơ đầu tiên, cái thơ để ngoài chữ có mấy chữ là ăn khế trả vàng, ơn đền quán trả. Ê, tôi mới xé vào tờ, tôi lật thì chị nói tôi, chị là chị Cam, em xuống dưới ô á, con nào làng Cam, em lên, em nó lên, em lo giùm chị đi. Ăn khế trả vàng, sau này em sẽ gặp chị em mình sẽ nói chuyện nhiều, ơn đền quán trả, ký tên vợ bảy si. Ê, tôi biết chị nó rồi, nghe tôi mới xuống, tôi hỏi nào làng Cam, nhớ là em nè, trời hồi đó cái tướng nó có chút xíu mà nó nhỏ xíu mà nó con cổ nó rụt, nó xấu tướng lắm. Giang hồ bốn bể, nếu không gặp nhau theo kiểu oan gia ngõ hẹp thì cũng chỉ có thể là trại tế bẩn hoặc khám chi hỏa khét tiếng. Hãy lên xe cùng Võ Việt trên chuyến xe chở phần 2 của đoạn chuyên đề Trà và Hương. Chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn trở lại Sài Gòn xưa, Sài Gòn của một thời quá vãng. Sài Gòn, 7 giờ 15 phút sáng. Hôm ấy là ngày 2 tháng 5 năm 1965. Một cậu cắt ké từ cầu Muối tới tìm Trà và Hương, bởi Minh cầu Muối muốn gặp ông ở quán cà phê. Và cũng là sọc bài của Năm Thông Lợi trên đường Nguyễn Công Trứ vì một chút vấn đề với Đại Ca Thay. Có biến chăng, Đại Ca Thay khi ấy đã là trùm du đảng đứng đầu thế giới ngầm Sài Gòn. Nhưng Minh cầu Muối cũng không phải đơn giản. Vậy cầu Muối là gì và Minh là ai? Muốn biết rõ phải hỏi người hiểu chuyện, mà hiểu nhất ở chuyện này hẳn phải là dân cầu Muối, là võ sư, nhà nghiên cứu võ thuật Hồ Tường. Tôi nên thì tôi ở Bình Dương, tôi lên sống Sài Gòn năm 1965, sống với chung với ba tôi ở tại khu cầu Muối. Cầu Muối thì là một khu đất giữ của Sài Gòn, và đó ở đó là nổi tiếng anh Minh cầu Muối, và khu vực kế bên tức là Đại Ca Thay đấy. Cầu Muối là đất giữ, nó là của Đại Ca mình. Đại Ca Thay có thể một mình một dao tới chợ lớn của Tín Mã Nam làm loạn, nhưng xâm phạm vào cầu Muối thì lại là chuyện lớn. Nghi có biến, Trà và tức tốc đến quán cà phê điểm hẹn, nhưng quán của Năm Thông Lợi, nơi mình cầu Muối đang chờ, lại gần sát một quán hủ tiếu mà Đại Ca Thay cùng hàng chục đàn em như sáu nhỏ đang chờ. Mã tàu sáng loáng cũng đã sẵn sàng nhuộm máu đất cầu Muối. Tôi chạy ngang thì Đại nó ngồi quán Năm Thông Lợi á, thì tôi dòm tôi thấy Minh cầu Muối nó ngồi đó, thì tôi không có dòm thấy thằng Đại nó ngồi tiệm hủ tiếu. Tôi vừa tôi tới, thằng Đại nó kêu chạy ra, thế tôi quay lại thấy nó lên này, cái tôi để tao lận Minh ra, nó không có lên đây. Tôi nói chuyện mày cái này rồi mày lận Minh, tại tôi thấy Minh trước, tôi đâu thấy nó. Tôi nhảy lên, nó hỏi tao chờ 15 phút nữa,
đụng tao dẹp cái Minh Cầu Muối này. Cái tôi sao vậy? Tôi mới dòm qua xóm nhỏ, tôi biết rồi. Cái tôi đụng cái này để chút nữa tôi nói chuyện với thằng Đại sao. Mười lăm phút nữa, Đại ca thay, anh bạn nói khố của Chà Và sẽ lùa quân sang Nam Thông Lợi chém Minh Cầu Muối, kẻ lấy em gái nuôi của Chà Và. Không thể để huynh đệ tương tàn, Chà Và Hương qua gặp Minh Cầu Muối. Đại ca Cầu Muối cũng thông báo ngắn gọn với Chà Và rằng 15 phút nữa ông ta sẽ thanh toán đại ca thay. Song bài của Nam Thông Lợi hôm đó toàn là sát thủ của Minh Cầu Muối. Mã Tấu cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của Minh Cầu Muối là tất cả bỏ bài, kéo mã đi tìm băng đại ca thay. Tôi mới chạy lại Quang Minh. Nhưng mà bữa đó thằng Minh đụng nhân lại là thằng Đại không chết, Đại không chịu nổi đâu. Tại biết dân Cầu Muối, dân Thiên bánh cả, bắp cải, dân Thiên, dân giữ đâu phải là dân vừa đâu, Cầu Muối đông lắm. Thằng Đại nó để hai bao nằm đó, đó. Mã Tấu không. Nó nói tao cũng chờ 15 phút nữa, bữa nay tao mầm sát nó luôn. Vậy là Chà Và Hương có đúng 15 phút để ngăn hai chùm dù đã khét tiếng xua quân tắm máu. Lúc đó, Chà Và tức tốc tới gặp ông Hiền, khi ấy là trung tá quận trưởng quận 5 của chế độ cũ. Có một điều lạ là tướng Nguyễn Cao Kỳ, dưới nữa là tướng Nguyễn Ngọc Loan, người đứng đầu trung tâm bài trừ du đãng, đều bị đại ca thay hơn một lần giỡn mặt. Coi không ra gì, nhưng đại ca thay lại rất nể trung tá Hiền. Cái tôi vừa vô thấy ẩm tôi nói anh bỏ đi chứ, anh đi em, chuyện gấp. Cái hỏi chuyện gì tôi, anh không có anh là chết hết. Anh nghe tôi đi. Anh đi lên xe đi với em. Thằng Đại với mình Cầu Muối hai đứa nó dàn quân với nhau. Nếu 15 phút nữa tụi nó chờ Cầu Muối đem cầu bên đồng minh xuống, bên Đại kéo quân qua là hai bên có chết hết. Bữa nay thằng Minh nó hai bao mã tấu. Anh xuống gấp chứ không. Tôi biết cái sự việc rồi. Anh đi đi rồi tôi mới chuyện. Anh nhảy xe anh chạy xuống. Anh thấy thằng Đại cái quắt lên xe, cái thằng Đại nó lên. Chạy tới mình cũng ối kêu leo lên, hai thằng lên chạy cái tôi mới nói. Nhưng vì cớ gì mà trùm du đảng Sài Gòn và đại ca Cầu Muối quyết một phen sóng máy? Anh hùng và mỹ nhân, nguyên nhân lại xuất phát từ một bóng hồng có tên là Sinh. Con Sinh đó, nó tên con Sinh. Nhưng mà cái dai á thì mình nói ngay mặt tôi, mày kêu tao cậu. Nhưng mà rất mê mình. Nó tiếp ngày thức đêm để nó gặp mình, nó mê mình, nó si tình mình. Nhưng mà nó biết thằng Minh nói câu có ngay mặt tôi, mày kêu tao cậu, tao kêu má mình chị, không thể lấy mày được. Tình ra nó cặp quan sở nhỏ, nó biết không con nào giết nổi mình, chỉ con sở nhỏ thôi. Thằng mà tôi nói cặp chân đá bò đó, không ai chịu nổi cặp chân nó, cặp chân sở nhỏ, cặp chỏ chà già là của tôi nữa. Nó mê thằng Minh mà nó phải qua nó lấy sở nhỏ để nó giết mình, dòng nền ba mà. Nó lấy không được là nó giết. Câu chuyện trên cho thấy mối quan hệ giữa đại ca thay và Chà Và Hương rất thân thiết. Mối thân tình ấy bắt đầu từ khi nào và nó được bồi đắp ra sao trong thế giới của du đãng? Nếu lấy cuộc dàn xếp ở Cầu Muối là điểm mốc thì chúng ta phải vặn ngược chiều kim đồng hồ lại 5 năm nữa, tức là năm 1959, đã gom tất cả những thành phần có văn có vện ở mọi hang cùng ngõ hẻm thời đó vào chung trại Tây Bần. Thì trong lúc đó cái ngày đó là tổng động viên du đãng năm 1959 tôi nhớ rõ, thì đưa qua dựng tới Bần. Đủ thành phần hết, đủ dùng hết, Bình Tị Nghè, Phú Nhận, Đa Cao, thì bà Chiểu, gia đình gì tất cả đi hết. Thì trong đó bên tôi là ba anh em, tôi Lê Tây, Lê Hoàng Hải, ba võ sĩ đi hết. Thì bên đó là Minh Cầu Muối, Đại Ca Tai rồi, đó, ba gà đủ hết nhân vật. Nếu Chà Và là biệt danh xuất phát từ nguồn gốc con lại Ấn Độ của ông Hường, thì cái tên Ca Thầy như một biệt danh gắn liền với nơi cư ngụ của Lê Văn Đại. Từ thời ông ta còn là một cậu bé đường phố du côn các ké, kiểu như Cà Na ở Tân Định hay Ba Tăng ở Thị Nghè. Nói là rạp Ca Thay, nhưng thực chất là nơi Lê Văn Đại ẩn mình là trên chiếc ghế bố không có ánh sáng lấp lánh của sân khấu, mà chỉ là con hẻm sau rạp. Hẻm được tập kết làm nơi buôn bán ve chai, mà chẳng tay du côn hay băng đạo trong tôm đào chế thời ấy là tì, cái, thế, thèm nhòm ngó. Cùng sinh năm 1940, nhưng ở độ tuổi 16, 17, nếu như Đại Ca Thay
vẫn chỉ là trùm du con cắt ké của bọn trẻ bụi đời đánh giày, nằm trong hẻm tối ve chai hút butter đỏ, mơ về tương lai, thì Trà và Hương đã hốt bạc trong vai trò võ sĩ phi hoàng của võ đường Nguyễn Nhiều. Tối tối phì phèo xì gà Havataba trong các snack bar, như miêu tả của nhà văn Duyên Anh trong Điều ru nước mắt. Đầu năm 1960, Đại ca Thầy và Trà và Hương được rời chạy Tế Bần ở cầu Chữ Y. Tên du đãng trẻ nào cũng sợ chạy này. Tuy vậy, nó lại giống như tấm bảng số giang hồ thứ thiệt của những tên từng ăn cơm của trại. Vì nhiều lần cứu Đại ca Thầy trong trại trước những đối thủ sừng sỏ có nghề võ như Bảy Bò Phô Cô hay Băng Đảng Người Hoa Chợ Lớn, nên khi rời chạy Tế Bần, Đại ca Thầy rủ Trà và Hương về ở với mình. Thầy ở sau đường hẻm dây chai, nó có cái đường hẻm. Ở sau là Đại ca Thầy nó có đường hẻm bán dây chai. Nó chất chai đầy hết đó. Thì Đại nó có cái ghế bố nằm ở đó. Đó. Thì tôi về tôi ở với nó hai anh em. Mà cái ghế bố đó nó nhỏ lớn hơn cái giường này, cái bàn này chút xíu mà. Cái đầu tôi thì dưới chân nó. Đó. Cái chân nó thì cái đầu của tôi. Lộn ngực lộn xuôi chứ hai thằng nằm một lượt ra không được. Đó là từ tôi sống nó. Mỗi sáng thì đi qua tiệm tàu, ở trước nó có cái tiệm tàu, bán hủ tiếu, bán đồ, thì qua rửa mặt, ngày ăn uống không có lấy tiền. Tại nó sợ thằng Đại phá, nó sợ thằng Đại lắm. Thành ra tôi thằng Đại qua ăn hủ tiếu, tắm rửa, rửa mặt nữa mày, nó không lấy tiền. Đó, còn chiều á, trưa thì ăn cơm ba chó, chỉ bán cơm, vợ con ba chó bán cơm, tối thì tôi với nó ngủ giữ cái sập cơm với chị. Thành ra ăn cơm không có tốn tiền. Nhưng một tay có chí lớn như Lê Văn Đại và một võ sĩ có máu giang hồ như Trà Và sao có thể ăn chung mãi tô hủ tiếu, nằm chung mãi trên chiếc ghế bố ở hẻm ve chai sau rạp Ca Thầy. Nhờ sự giúp đỡ của Trà Và và một số tay anh chị khác, cùng sự liều lĩnh ít du đảng nào dám chơi, Đại Ca Thầy bắt đầu phá vỡ sự thống trị của Tam Đầu Chế, thậm chí còn khuynh đảo cả Chợ Lớn của Tính Mã Nam. Thì nó đẳng là quýnh lộn bậy bạ, thì hai anh em mà tôi nó có bên nhau. Nhưng mà nó đẳng là nó có cái máu. Nó không có chạy ai đó. Anh chém nó còn vô mà, anh đánh nó còn vô, nó có cái trời phú nó. Nó không có nghề giỏi gì, nó có sức mạnh kỳ cục lắm. Nó ôm anh được, nó siết nó quăng một cái một mà. Võ Ba Gà nổi tiếng nó quăng một cái một, cũng phải nằm liệt luôn. Nó chỉ có trời phú nó vậy thôi, anh chém nó con vô mà anh đánh nó con vô, nó liền. Từ đó nó nổi tiếng. Giang hồ mà kéo cỡ nào chém nó cũng không chạy nó. Thành ra từ đó nào cũng phục tùng nó hết. Khi đã trở thành vua của thế giới ngầm Sài Gòn, đàn em của Đại ca Thầy có tới hàng trăm tay du đãng. Nhưng mối quan hệ của Lê Văn Đại và Trà Và vẫn dừng lại như thuở ban đầu ở trại Tế Bần. Tức là bạn bè, chứ không phải mối quan hệ kiểu vua tôi. Bởi Trà Và cũng có bản lĩnh và lãnh địa của riêng mình. Đây là đường Đồng Khởi ở quận 1, trước năm 1975 là đường Tự Do. Toàn bộ bar, vũ trường, nhà hàng, khách sạn ở đường này cùng với đường Hai Bà Trưng và khu vực Thanh Đa thuộc sự bảo kê của Trà và Hương cùng năm đệ tử, cũng là năm võ sĩ nổi tiếng của ông thời đó là Phi Long, Phi Hồ, Phi Hải, Phi Hùng và đàn nữ Cẩm Hồng. Trà và Hương tức là võ sĩ phi hoàng, là dân bảo kê ở khu vực, trước hết là khu vực mà Cầu Sơn, Thanh Đa như vậy. Và sau này mới đổ dài vào khu vực Hai Bà Trưng này kia rồi. Đấy, thì có thể nói mấy anh ta anh chị ở đất Sài Gòn này, mỗi người hùng cứ một vùng. Và từ đó không những chạm vào nhau. Thì chính anh Trà Dư Hương là một trong những người tay có thể nói nổi tiếng ở khu vực từ Thanh Đa, đổ dài vô đôi đến khu vực Hai Bà Trưng, Tự Do mà bây giờ là Đồng Khởi đó. Bảo kê ngoài đường Tự Do. Hồi đó thì nói thẳng ra giang hồ anh em không đụng anh em, giang hồ có tiếng không đụng có tiếng. Thí dụ anh làm ăn chỗ nào, anh có sòng bài tôi cũng không đụng tới anh nữa. Có thể anh thấy tôi khổ anh giúp đỡ. Giang hồ ngày xưa là vậy, rất là quân tử. Sau này tôi giữ hết vàng qua nó. Có đụng cảm dù lính thường không à, chứ còn giang băng không đụng. Thì ở đó chỉ băng giữ là Châu Nhị, đám nhái đó. Trọng Tấn Minh Mốn là quyên băng nhái đó. Sau này tôi ở tù tôi đi thì ở nhà Châu Nghị nó mới giữ. Để thống lĩnh cả Sài Gòn, để sống trong thế giới đầy cạm bẫy và ăn oán, bạn cần bao nhiêu ngày ở trại Tế Bần, ở khám Chí Hòa,
bạn cần đổ bao nhiêu giọt máu và lĩnh bao nhiêu sẹo. Từ bóng tối hẻm ve chai mà ra, ông vua đánh chỏ Chà Và vẫn còn nhớ từng trận vào sinh ra tử cùng đại ca thầy. Nhưng chuyện đâm chém có gì mà tự hào? Điều ông tự hào nhất khi giúp đại ca thầy là câu chuyện mà chúng tôi đề cập ngay ở đầu chương trình. Đó là ngày Chà Và ngăn cản thành công đại ca thầy và Minh Cầu Muối kéo mã lao vào cuộc tranh tình đẫm máu ở sòng bài của Năm Thông Lợi. Sự huệ tôi cho cái máu tôi là không muốn cho anh em đụng chuyện. Nó tôi giúp nó kỳ mà đụng với Minh Cầu Muối. Đó. Cái anh Hiền, ở Trung tá Hiền, anh mới nói, đó mày nghe Trà Dương nói không? Tôi bây giờ con nền bà, mà chuyện không đáng, thằng Đại thì hay binh anh em, thấy không? Mà binh tầm bậy, nếu mày binh như vậy bữa nay đụng hai mày dân Minh Cầu Muối, tao không biết bên nào, tao không thể bên nào được, thấy không? Tao chỉ lại hai mày thôi. Thầy anh Hiền anh nói, tao nói rồi, bỏ. Cái là từ đó là hai thằng nó không đụng nhau. Thời nào cũng vậy, tỉnh táo nhất của Du Đãng là Buông Đào chứ không phải Vung Mã. Đời nào cũng thế, đỉnh cao nhất của giang hồ không phải là giúp bạn vô cớ chém đối thủ, mà là sự bình yên. Bình yên để làm ăn, dẫu là ngoài ánh sáng hay trong bóng tối. Nếu như trại Tế Bần là nơi kết tình chiến hữu của Chà Và Hương và chùm Du Đãng đại ca thầy, thì khám Chí Hòa là điểm bắt đầu cho mối thâm tình của Chà Và và ông chùm xã hội đen Nam Cam. Đó, thì bữa đó ông Hoàng ông đi ngang, ông mới kêu Chà Già, có ai gửi vô cái thơ tao để em bàn tao về lên mày coi, có ai gửi em vậy? Ông đó là thơ ký của Chí Hòa. Thì tôi lên tôi lật cái thơ đầu tiên, cái thơ để ngoài chữ có mấy chữ là ăn khế trả vàng, ơn đền quán trả. Ê, tôi mới xé bao tờ, tôi là thầy chị nói tôi. Chị là chị Yên Cam. Em xuống dưới ô, con nào làng Cam, em lên, em nó lên, em lo giùm chị đi. Sau này em sẽ gặp chị. Chị em mình sẽ nói chuyện nhiều, ký tên vợ bảy si. Ê, tôi biết chị nó rồi, nên tôi mới xuống. Tôi hỏi nào làng Cam, nhớ là em nè. Trời ơi, hồi đó cái tướng nó, nó có chút xíu mà nó nhỏ xíu mà nó con cổ nó rụt nè, nó xấu tướng lắm. Tôi nói mày em rể mấy chi mà em vợ mấy chi, nó là phải. Tôi mới lên nói rằng làm chứng ngón á, vì hồi đó tôi ở chung phong dân đông lắm, thì thằng Cao thằng Lâm á mỗi ngày nó có trách nhiệm là sáng nó phải cà phê trà đó, hai anh em uống. Thì tôi mới nói mày lên mày coi cái nào đem thế đem Cam lên, nó là em có bảy chi á. Chị Huệ là chị của nó, thôi đem nó lên lo cho nó đi, chị viết cái thơ vô cho anh nè. Ê, thì nó lên nó sống tôi với thằng Cam, với thằng Lâm Chính Ngón, Dân, rồi Hoàng Áo Đỏ, mấy anh em. Tháng 12 năm 1962, Nam Cam nhập khám Chí Hòa vì nhận tội giết người thay cho anh rể Bảy Si. Thời điểm đó, Nam Cam mới chỉ là cậu thiếu niên, được đàn anh là Chà Và Hương bảo kê trong khám Chí Hòa. Và sau khi trả xong cái án 1 năm tù, Chà Và rời khám. Ông còn căn dặn đàn em Lâm Chín Ngón đảm bảo an toàn và chăm sóc đặc biệt cho Nam Cam. Rồi tôi mới nói thằng Lâm, tôi nói thôi giờ anh đi rồi, mày ở lo cho nó. Thì trước sau nó cũng về sớm thôi, tại tụi nó có tiền mà. Rồi tháng 1 năm 1965, Nam Cam cũng rời khám Chí Hòa. Vậy vàng có được trả sau khi ăn khế, như lời cam kết năm xưa? Chạy thẳng ra rồi Bến Tàu á, Bạch Đằng á, thì cái quán ra khơi, cái ba nhà hàng ra khơi của nó. Cái quẹo vô phải nói là nhà hàng của em, cái tôi dòm nó. Mà tôi mới gặp nó đây, làm gì mà nó có cái chuyện giàu lẻ vậy? Tôi nghĩ nó bán xì ke hay gì nó mới giàu vậy. Cái nói giờ anh làm cái gì? Cái nó mày biết anh rồi mày hỏi gì? Tao có ba cái ngày nhỏ, tao dạy tao kiếm cơm tao sống. Nếu lo bỏ đi ông ơi, xuống nợ với em, nhà hàng của em nè. Nó nói vậy, cái tôi để coi, hay tôi về tôi bàn bà xã thôi. Quá nó không được, anh đừng nghe lời nó, anh xuống rồi nó bán xì ke, anh dính vô anh chết rồi. Thành ra tôi không có xuống, nhưng mà trước khi tôi về nó mới nhét túi tôi,
4 tấm mà tiền nó tôi chưa thấy bao giờ. Nó có cái mộc đỏ nó bự vậy nè, 1 triệu tấm. Vàng sẽ được trả đầy đủ. Nam Cam hiểu bản lĩnh của Trà Và, muốn trả ân nghĩa cho ông, đồng thời cũng muốn sử dụng danh tiếng của đàn anh vào việc bảo kê cho các sòng bạc bất hợp pháp, vốn là nguồn thu chính của đế chế Nam Cam. Vậy nên, đàn em của ông trùm ra sức lôi kéo, nhưng ông vua cùi trỏ nhất quyết chối từ. Nhưng mà được cái tốt, nó kêu tôi hiệp rồi này kia, tôi võ sĩ Minh Vàng đi kiếm tôi. Đó, Minh Cảnh nhỏ đó, đi kiếm tôi. Kêu tôi xuống, nói mày kiếm anh Hương, kêu anh Hương xuống đây, rồi tao lo cho. Rồi tôi nói thôi tụi bay đừng kiếm tao nữa, tao biết rồi. Sau này khi thế lực của ông trùm Nam Cam đã bao trùm cả thiên hạ, Cha và Hương hiểu rằng cái thời của mình và những tay du đảng từ thời đại Tỳ Cái Thế đã hết. Ông từ bỏ giang hồ và cũng khuyên luôn đàn em Lê Ngọc Lâm, tức là Lâm Chín Ngón, nên hiểu thế thời và chấp nhận thời cuộc. Thì sau này là Lâm Chín Ngón về đó, thằng Lâm làm bậy nó, nói thẳng nó hưng thời rồi. Bây giờ anh muốn chơi cái gì phải hỏi nó, anh muốn cứa sòng bài, bất cứ gì anh phải hỏi nó. Anh mở chuồng gà, sòng gà hay gì anh phải hỏi nó. Nó gạt đầu anh vô chơi không nó, anh mở được đâu. Thành ra phải chỗ nào phải đóng thuế nó hết. Bởi nó giàu lên nổi tiếng. Nhưng mà khi thằng Lâm về thì tôi nghe nói nó nói thằng Lâm cũng tốt. Nó cho thằng Lâm 100 triệu. Nó mở cho trại cho cái tiệm bán thịt cầy ở 3 tháng 2. Nó mua cho chiếc gym 2. Gym Thái đó, đầu qua. Vậy mà thằng Lâm còn qua hạch sách nó bắt buộc nó phải tính là một tháng hoặc một tuần ngày kia nó là bao nhiêu. Nên thằng Lâm nó tức, thằng Cam nó tức, nó kêu Quảnh đi kêu Dung Hà vô. Tạc cái sức nó, cái sự việc đó tôi biết hết. Đó. Thành ra nó không còn thấy đường nữa. Tôi gặp nó một lần mà tôi không dám kêu nó. Mãnh hổ dù dũng mãnh tới đâu cũng phải về già. Lâm Chín Ngón không nghe lời Trà Và nên đã lĩnh cái kết tủi nhục nhất của một đời giang hồ ngang dọc. Huỳnh Tỳ, Văn Cái, Kế Thế, Minh Cầu Muối, Tín Mã Nam, Lâm Chín Ngón, Châu Nhị, Bảy Si hay Nam Cam. Trong cái thế giới du đãng ấy, Trà Và Hương nói ông thân thiết và thương nhất hai nhân vật là Cả Na ở Tân Định và Đại Ca Thay ở hẻm Ve Chai. Buồn còn hơn cả điệu du nước mắt của Duyên Anh, cả Cả Na và Đại Ca Thay đều chết vì vượt ngục. Đại mất xác trên bờ biển ở Côn Đảo, còn Cả Na thì nằm vắt người trên bờ rào thép gai của một trại tế bần, trên người thủng lỗ chỗ vì đạn đồng. Từ thời Đại Ca Thay cho tới thời Nam Cam, một đời tung hoành ngang dọc, Trà Và Hương đã được gì, mất gì? Và ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, Phi Hoàng có ước nguyện gì? Võ Việt sẽ còn trở lại với quý vị và các bạn ở phần cuối của chuyên đề Trà Và Hương.